bác có một lời chia sẻ nào đối với những người như bác nói là muốn về mà lại có một, những cái trắc trở, những cái trở ngại? Tôi không dám nói, là bởi vì tôi biết rằng là có những người muốn về khi cùng nó mà không, mà vướng vợ các con, họ không đủ can đảm để mà rời bỏ các con để đi về đây. Các con đợi bao giờ nó về? Đây là nó đi đánh đổi nó về. Mà các con tôi cũng khuyên nó rằng là tôi bảo nó cũng nên về đây thật, nhưng mà nó về đây mà nó kiếm ăn không được thì nó phải quay về bên đó. Thì đại đa số gia đình của tôi, hai con ở bên đó mà, tôi vẫn còn cái nhà bên đó. Nhưng nói chuyện những người cùng trở về thì cái thời điểm ông Thích Nhất Hạnh và ông Nguyễn Cao Kỳ, ba người cùng với bác là trở về, ông Thích Nhất Hạnh gần đây gần như không có một cái sinh hoạt có tiếng vang nào hết trong cái vấn đề mà tôn giáo. Ông Nguyễn Cao Kỳ thì cũng đã mất rồi trong năm qua. Riêng Phạm Duy thì lại có những cái hoạt động rất là đều đặn, thì bác nghĩ sao? Không, là bởi vì tôi sẵn cái tình yêu của những người lão niên ở bên này rồi, thì tôi về thôi. Chứ còn các ông khác thì tôi không dám nói đến, tôi không biết các ông về với mục đích gì. Còn tôi thì với mục đích là tôi về đây tôi sống chết với người dân, mà tôi thành rất thành thực trong công việc của tôi ở đây bây giờ đây. Tôi cũng tham gia những cái chuyện mà gọi là cần thiết. Thế thì người ta thấy tôi chân thật. Sáng trường thật. Có nhắc tới hai vị kia là ông Thích Nhất Hạnh là và ông Cao Kỳ và bác, thì cũng cái dư luận bên ngoài họ khái quát hóa lên, nói rằng ông Thích Nhất Hạnh đại diện cho tôn giáo, ông Nguyễn Cao Kỳ đại diện cho giới chính trị, và bác đại diện cho bên gọi là nghệ sĩ. Thì nhà nước Việt Nam đã làm được một công việc rất là thành công là đã thu phục được ba mặt ở cái chế độ, ở những người ở bên hải ngoại. Bác nghĩ là cái đó là một cái, thực sự là một chính sách hay là đó là quyết định riêng của bác? Không, thì đồng thời hình như là tôi với nhà nước ở đây đều cũng có chung một cái ý kiến với nhau, là cũng là đại đoàn kết dân tộc. Đến cái lúc phải đại đoàn kết dân tộc thì tự nhiên không cần phải nói với nhau là cũng được hiểu nhau rồi. Thì không biết là có cái sự đối thoại nào giữa chính quyền đây với hai ông tôn giáo, là một với ông chính trị, ông tổng thống, phó tổng thống kia hay không thì tôi không biết. Nhưng mà còn là hai ông có thành công ở trong các việc ông trở về đây không thì tôi cũng không dám nói đến, vì tôi không có để ý đến. Mà tôi, bởi vì cái việc của tôi là như thế đấy, thì tôi thấy hoàn toàn là đúng, và tôi chỉ muốn một ngày một thăng tiến lên chứ không có đi lùi lại. Tôi sớm rồi. Không biết bác đã có từng chia sẻ điều này ở công luận hay chưa, nhưng bác có thể bật mí hoặc là chia sẻ những cái giai đoạn mà trước khi bác trở về đó, thì bác quyết định cái quyết định đó nó như thế nào, nó có những cái sự gọi là trao đổi trước hay là những cái biến đổi trong cái tâm tư của bác để mà đi tới quyết định rất là mạnh mẽ là đi về Việt Nam ở hẳn? Thưa anh, tôi đã từng thú tội là ngay 3-4 cái tháng đầu mà tôi bỏ nước ra đi đó, thì tôi đã chưa muốn trở về ngay rồi. Cho nên tôi cũng có những cái bài như rồi đây anh sẽ đưa em về nhà. Thì trong 30 năm rời chờ đợi cái cơ hội để trở về, bởi vì trong cái thời gian đó mà về sớm thì tôi đi đo rồi, tôi phải về đúng cái thời điểm. Thì vào cái lúc mà có cái, thì biết phải nhắc lại cái vấn đề chính trị một tí, thì nó có cái nghị quyết 36 đó, thì tôi về thì lập tức tôi phải lấy ngay lập tức tại cái hộ tịch của tôi, tức là tôi phải có cái gọi là cái gì vậy con, chứng minh nhân dân về, đồng thời cái hộ khẩu tôi có đầy đủ cả, nhanh chóng có hơn 1-5 giờ là tôi có rồi. Thế tôi yên chí rồi, tôi không cần phải giải thích với ai mà tôi có phải là kẻ phản bội hay không nữa, không ai nhắc đến cái chuyện đó nữa. Mà tôi về tôi gặp tất cả những cái vị mà gọi là lãnh đạo cũ, ví dụ như Tô Hữu chẳng hạn, hay là ông Trần Văn Dầu, rất vui vẻ chúng tôi gặp nhau, chỉ nói chuyện trời mưa trời nắng thôi, không có nói chuyện chính trị gì cả. Thế thì tôi cũng hình như tôi đi đâu cũng vậy, thì tôi rất phù hợp với cái nơi đó. Mà tôi ở một cái ở nước Việt Nam thì cũng như tôi ở bên San Francisco thôi. Tất cả những cái nơi đó chỉ là những cái nơi địa dư để tôi vì
vì cuộc đời nó bắt buộc tôi phải đi phải đi như vậy thì nó chỉ là nó là cái nơi ở thôi, chứ không phải là cái nơi để mà sống chết. Nhưng mà cuối cùng thì Việt Nam mới là cái nơi để tôi về để sống chết với quê hương, và đồng thời cũng phải biết với tất cả đồng bào. Thưa bác, hồi nãy chúng ta có nói về cái trường hợp ông Kỳ mất năm ngoái, cũng rất nhiều những cái điều tiếng qua lại, người binh người chống rất nhiều. Bác có để tâm hay là bác có cái suy nghĩ gì về cái chết ông Kỳ? Tôi nói riêng thì đối với ông Kỳ mà ông với tôi không có thuộc về một hạng người, ông là hạng người, ông là người tạm chính trị rồi đầy đủ cả thứ, tôi là người văn nghệ. Thế nhưng mà tôi lại khổ lại dính líu với ông, là con gái tôi lấy con trai ông ấy. Thì đáng lý là tôi phải chia buồn với ông, hiểu không? Nhưng mà tôi thấy nó hơi tình hình nó hơi lộn xộn, thế tôi không im miệng luôn. Nhưng mà tôi rất thương ông Kỳ, tôi rất yêu ông Kỳ, mà tôi rất quý cái ý kiến đầu tiên của ông là ông một lực phó tổng thống mà hạ mình xuống, hiểu không? Còn hạ mình nó hơi quá, nhưng mà còn cũng lại coi như người bình thường thôi. Mà đồng thời nhận thấy là vấn đề là mình là người thua mà bên này là người tưởng thì mình về thôi, phải quên hết. Ông tôi nghĩ ông cũng có xét chủ trương như tôi, ông gạt bỏ quá khứ sang một bên hay lắm. Mà nếu mà tất cả mọi người mà bây giờ dù rằng không có gì vướng về vấn đề của con ở bên đó, nhưng mà nếu mà bỏ được quá khứ đi thì không được kéo được cả các con về cho tôi chưa biết được. Trường hợp ông Kỳ cũng là một cái hàng tướng lãnh. Bác nghĩ những cái trường hợp những người tướng khác không có điều kiện hay là không muốn về thì bác có cái suy nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng là vấn đề mọi người có thể chia ông Kỳ là người hơi gọi là hơi cao bồi, nhưng mà ông phải là người cao bồi thì ông mới dám quyết định như thế đó. Một người như ông thì ngay tôi nếu mà tôi mở địa vị ông tôi cũng hơi sợ đấy, nhưng mà ông làm như vậy thì tôi phục lắm. Ông chết thì ông bị bệnh thôi, chứ còn gì vấn đề. Ông còn sống thì có lẽ ông có thể ông làm một ngày nào đó một đại diện. Nếu ông Điện Biên người có ra ở hải ngoại mà còn tin được ông ấy, thì ông là người đại diện để mà vào một cái chính phủ ví dụ như là chung với lại người bên này, ví dụ như là bên đây tôi lại hơi làm một cái việc trái phép với tôi là vẫn ra cái vấn đề chính trị rồi, tôi không muốn nói đến nữa. Vậy thì trở lại vấn đề văn nghệ sĩ. Đúng. Thưa bác, thì những văn nghệ sĩ ở trong nước khi mà bác về thì họ đến như bác nói là họ gặp bác nhiều, và bác có bao giờ bị cảm thấy là có những cái sự khác biệt gì về mặt suy nghĩ, quan điểm hay là có sự chống đối, ganh tị nào? Thì cũng có chứ. Thứ nhất là vấn đề tôi cũng là một cái người mà hơi gọi là hơi bạo miệng. Trước kia thì tôi cũng hơi, thì người ta cũng thể hiểu rằng tôi là một người kiêu ngạo chăng, nhưng không phải, tôi là người tự tin thôi. Tại vì tôi được đi nhiều, tôi học nhiều thì tôi biết nhiều hơn. Thế thì thành thử ra tôi cũng về đây thì tôi cũng bị một phần sự hiểu lầm thôi. Nhưng cái đó thì tôi không, tôi cũng thấy là những cái người mà có bài báo về nói về tôi đó, thì hôm trước hôm sau đó, thì được tự là đến thăm tôi, thì tức là đối với tôi không có cái chuyện gì cả. Bác về như vậy đó, nhưng mà cũng có những cái vẫn còn có những cái dư luận hay là điều tiếng nói xấu về bác, về cái quyết định của bác. Thì bây giờ cho tới điểm này bác đối phó với những cái dư luận đó như thế nào? Tôi thành thực tôi không có để ý đến những cái điều đó. Bởi vì nếu tôi để ý đến cái điều đó thì tôi đã kiện họ ngay rồi. Vì họ đều mà tôi biết tên từ những người cả làm những cái việc đó nữa. Nhưng mà tôi thấy là họ phải có cái lý do của họ để họ mới làm những cái việc nói xấu người ta như thế. Thế thì tôi bỏ qua. Và tôi cũng không có để ý đến nữa. Miễn là vấn đề là nếu mà họ không yêu tôi rồi thì họ đừng hát nhạc của tôi nữa thôi. Mà họ còn mở miệng hát một câu nhạc nào của tôi nữa thì rồi sau đó thì họ lại chửi tôi nữa. Thì cái chuyện đó thì cũng lại rất bình thường. Đối với tôi rất bình thường thôi.
với cái gia tài và âm nhạc của Phạm Duy thì bác nghĩ rằng bác có nghĩ là có một cái nơi để mà thu thập, nói nôm na là cần có một cái bảo tàng viện Phạm Duy không? Anh ơi, tôi có nhiều thì giờ lắm, cho nên tôi làm một cái nhà bảo tiền bảo tàng viện không phải cho riêng tôi thì, mà cả bố tôi là ông Phạm Duy Tốn, anh tôi là ông Phạm Duy Khiêm, tất cả tài liệu hiện nay đang nằm ở trong phòng bên cái tủ đấy, tí nữa anh sẽ xem, anh có thể quay phim cái đó được. Bác có cái mong muốn để giới thiệu những cái điều đó ra công chúng không? Thì tôi mong muốn lắm, nếu một ngày đẹp trời nào đó, nhưng mà khổ nhất là vấn đề các ông ấy cũng có vấn đề, ông cụ thì Phạm Duy Tốn thì cũng không có vấn đề rồi, nhưng ông anh tôi có vấn đề là ngày xưa ông đi lính cho Pháp, thì nó hơi tế gì thì tôi hãy cứ giữ đó, nhưng mà ai đến xin tôi thì tôi cũng cho hết. Về vấn đề thì vẫn người ta vẫn nói Phạm, nhạc sĩ Phạm Duy là cây cổ thụ của nền âm nhạc Việt Nam, thì bác nghĩ gì về cái nhận định đó? Không, tôi nghĩ tôi phải là người cổ thụ chứ, bởi vì khi mà trước tôi đó, thì làm gì có ai tân nhạc đâu. Tôi là một trong những người thành lập nên nền tân nhạc cùng với ông Văn Cao, ông Nguyễn Xuân Khoát là những người đầu tiên vào với tân nhạc. Thì hiện nay bây giờ những cái bài của tôi đó, nó còn in vết dấu vào những người nhạc sĩ sau này, những người đó bị ảnh hưởng tôi mà họ không biết, bởi vì tạo ra những cái melody, tạo ra những cái giai điệu Việt Nam đó, vì sao các ông cứ việc thế ông copy thôi. Thế thì tôi phải là người cổ thụ chứ, nhưng mà nói về cổ thụ thì hơi quá, nếu một người đàn anh thôi, hay là một ông già thôi, trong ở trong người trong thế thì phải có tối thiểu một sự kính lão của họ, thì họ phải kính phục lão thôi chứ. Thế nhưng mà tôi cũng phải công nhận cũng có rất nhiều những người đến nói chuyện với tôi đó, thì họ đều đồng ý với tôi về phương diện là tôi hiểu biết nhiều hơn họ, và có thể nếu mà trong trường hợp tôi còn khỏe một chút xíu nữa thì tôi có thể tôi đi dạy học, lập lên một cái trường phái Phạm Duy Trang. Nhưng mà khổ nhất là vấn đề tôi yếu rồi, yếu nhờ cái đầu làm việc vận động, nhưng mà khổ nhất là vấn đề nói chuyện với các anh nãy giờ đã hơi mệt rồi. Dạ, mệt thì nói chút xíu là lên tinh thần bác. Không, có bác có nhưng mà các cậu hỏi vừa rồi thì tôi lại hăng máu đi, thì tôi lại không yếu nữa, lại khỏe lại nữa. Nói về tình yêu thì không, tình yêu thì là khoảng cấm rồi, không nói. Tình yêu là khỏe lại. Già rồi, 93 tuổi, 92 tuổi nói cái chuyện dông dài là cái gì, bài cái chuyện vứt đi xong rồi. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy. Và bác có cái lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ chúng cháu như thế nào, hay là những khán giả của bác trong năm nay như thế nào? Thì tôi cũng nói về vấn đề chúng ta sinh ra đó, chúng ta vừa là nạn nhân mà chúng ta vừa là người tạo ra cái sự nó đau đớn đến giờ phút này vẫn chưa xong. Chúng ta là nạn nhân rồi, đồng tiên rồi, nhưng chúng tôi cũng là thủ phạm luôn. Một câu hỏi có lẽ cũng nhiều người quan tâm tới Phạm Duy và nhạc Phạm Duy sẽ rất là thắc mắc, cho bây giờ hiện nay một cái ngày của bác Phạm Duy nó như thế nào? Một ngày rồi à? Sáng bác làm gì? Sáng ngày dậy tôi đánh mặt, đánh răng, rửa mặt xong rồi thì ăn sáng xong rồi ngủ. Bởi vì đêm thì tôi thức đêm để tôi làm việc, cái ngủ tôi dậy ăn cơm xong rồi ngủ một tí xong rồi dậy coi tivi, rồi đi coi tivi. Đó là những cái lúc mà tôi không có hứng, không có làm việc gì cả đó, thì rất giản dị, rất bình dị. Rồi tôi đi ăn cơm, mà không phải đi ăn cơm tiệm mặt sang đâu, đi ra đầu đường ăn cơm ở đầu đường, giống như là mọi người thôi. Còn cái việc cái thời gian sáng tác bác, nó có định kỳ không, là tùy theo hướng thôi? Không, nó phải có hướng chứ, không có. Mà cái hướng đó thì nó cũng tiềm tàng thôi, nó sẵn sàng rồi, nhưng mà nó chỉ có nó không nhiều như là khi mà tôi còn ở ngoài nước Việt Nam. Bởi vì ngoài những nước làm, vì làm ra thì bị thực hiện được ngay lập tức, thì bị thấy nó kết quả ngay. Ở đây thì nó hơi chậm một tí, mà hơn nữa là tuổi già rồi, mà đến 96 tuổi mà còn làm được từng cái tác phẩm thì tôi thấy cũng là một cái phép lạ. Vậy thì cái ở cái tuổi này cái gì là làm cho bác hứng để mà ngồi vào bàn sáng tác? Tôi nghĩ là cái hứng của tôi đó thì không ai ngăn được cả. Mà tôi cũng không ngăn được tôi được, lắm lúc tôi bảo ơi,
mình về đây mình định rất định mình làm thinh, mà tại sao mình lại cứ hay làm ồn thế này? Nhưng không phải đâu, bởi vì hình như là vấn đề là tôi với nước, đất nước của tôi và thứ nhất là giống loài của tôi đó. Đừng quên rằng vấn đề là cái tình yêu của tôi đối với quê hương là một chuyện, nhưng tình yêu đối với giống loài của tôi là một chuyện nữa. Bởi vì trong tình ca quê hương của tôi có tình ca của người Việt Nam nữa, hiểu? Thế thì thành thử ra nghĩa là nó hình như nó có một cái mối liên hệ nào đó. Thế thành tôi lúc nào tôi cũng sáng tác, lúc nào tôi cũng có hứng. Là người hiếm hoi mà sống gần một trọn thế kỷ như vậy, thì bác đánh giá con người Việt Nam và cái vận mệnh Việt Nam, hay là bác nghĩ sao về đất nước Việt Nam trong cái giai đoạn sắp tới, có cái ưu tư nào? Không nhanh được đâu, nhưng mà thể nào cũng phải đến một cái ngày gọi là vấn đề là không phải là đại họa, là một ngày đại đoàn kết thực vật. Lúc đó mới là có đúng được cái chữ đại đoàn kết. Thì cái ngày đó thì các anh cũng như tôi đều nghĩ rằng là chúng ta đang trên cái hành trình đó, thì chưa biết, các anh có lẽ biết nhiều hơn tôi lấy ngày nào. Bác có lạc quan không cái ngày đó? Tôi phải lạc quan chứ, có cái gì để mà bi quan. Cái yếu tố nào cần có để mà đi tới cái ngày đó? Tôi nghĩ đầu tiên đó là vấn đề là phải thật tình, phải chân thật. Thì tôi nghĩ là tôi, từ lúc mà tôi viết hồi ký cũng như tôi làm nhạc, thì tôi không lúc nào mà tôi không nói thật cả. Thế thì cái mà như vậy thì nó áp được một đời sống của anh phải chân thật, thì lúc đó thì anh mới nên làm văn nghệ sĩ. Còn nếu anh còn phải là một cái người mà phải che đậy những cái này, những cái xấu mà chỉ phô tê những cái đẹp ra đó, thì anh không nên làm nghệ sĩ. Trong một cuộc tiếp xúc với lại ông Nguyễn Thanh Sơn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông có nhắc tới là có cái dự án làm cái chương trình về ba thế hệ của nhạc sĩ Phạm Duy. Dạ. Bác có cái thông tin nào về vấn đề đó hoặc là cái chuẩn bị gì về cái dạ, thưa đó? Tôi cũng có được nghe được những cái lời đề nghị của ông Thứ trưởng, và chúng tôi cũng như là ông Tấn, như là gia đình bên ông, phải nói cái trường hợp là không phải là cái chỉ có riêng tôi, còn tôi mà ông ấy định làm một cái đêm mà có ba gia đình Phạm Đình Chương, gia đình ông Lữ Liên và gia đình Phạm Duy. Vì tất cả trong cái ba gia đình thì có đầy đủ nghệ sĩ để làm một đêm văn nghệ, thì đó là một cái hay lắm. Thì tôi đến cái lúc đó mà tôi chưa chết thì tôi cũng phải cố gắng tôi đi dự. Cho tới bây giờ thì nói về sự nghiệp âm nhạc, thì bác nghĩ là cái điều gì mà bác chưa làm được và gì bác còn muốn làm? Khổ nhất là vấn đề là tôi cũng không thì cái việc mà chưa, đó là cái việc mà chưa tới cái ngày đã hành ngộ đó thôi, là cái ngày mà thành công đó thôi. Là bởi vì nó cũng không thể làm việc, người ta không xây thành Rome mà trong một ngày được, phải đợi từ từ thôi. Có cụ thể là một cái việc gì bác muốn làm hay không? Cụ thể à? Dạ. Ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc thật say, đi chơi, thế thôi. Tôi không có một cái ước muốn, không có một cái ước vọng gì nữa, không có một cái cao vọng gì cả. Người ta nghĩ là về đây thì muốn một chút gì danh tiếng gì đây, nhưng mà tôi danh tiếng tôi có rồi, tôi phải đi kiếm cái gì đó. Thế thì nó cũng bình dị thôi. Bác có nghĩ là bác là cái người may mắn so với những nhạc sĩ cùng thời với bác? Và hơi khôn ngoan một tí. May mắn không đủ đâu. Bởi vì tôi những lúc mà tôi phải đi xê dịch chỗ này chỗ nọ, đã đi từ miền Bắc vào miền Nam, rồi miền Nam ra hải ngoại rồi từ lại về đây đó, thì là đều tôi đã phải nghiên cứu kỹ lắm tôi mới dám làm như vậy. Bởi vì tôi đi đâu vậy, và tôi vừa bỏ cái chỗ đó ra đi, mà nếu tôi quay lại thì tôi vẫn được người ta đón tiếp như thường, thì phải làm thế nào để người ta vẫn còn, làm thế nào để tôi về đây mà tôi tránh được cái tiếng là tôi đi, là người đi theo Mỹ, để người đi theo phả Ngụy là khá như vậy, như thế thôi. Đây người ta không có nghĩ ai nghĩ là tôi là người như thế nữa, bởi vì tôi có chứng minh thư rồi, hộ khẩu rồi.
xong rồi thì nó giải thích hết. Ông này nhớ hồi tôi là vấn đề ngày mà tôi ra đi đó, thì cái ngày gọi là thống nhất dân tộc đó, thì có một cái nhóm người họ làm một cái tội ác mỹ ngụy, thì đi vào thì vào cửa thì cái ảnh của tôi nó to tổ bố quá. Bác nói là bác cũng không còn cái gì để mà gọi là mong muốn nhiều nữa, thì phải chăng điều đó nói lên là Phật nhạc sĩ Phạm Duy đã đạt được hết mọi thứ mà một đời người đạt được và một người nhạc sĩ đã đạt được? Không, tôi vẫn còn mong mỏi một vài ba điều nữa. Như cái đó thì nó chưa xảy ra thì cũng chưa không để nói được. Thế nhưng mà ví dụ như là cái như nhớ thì tôi thích với vợ thì sao, nhưng mà không được, đã khá như thế. Thế thì tôi muốn nói rằng là bây giờ là tôi vẫn cứ phải nuôi một cái ước vọng không cao cả, không có cái gì là cao xa lắm đâu. Ước vọng là thể hiện là những cái gì mà mình muốn. Thế mà bây giờ thì mình đã muốn những cái gì rồi, thì mình muốn được 99 điều rồi, có một hai điều nó chưa được, thì mình nán sống để mà thấy được cái ngày mà cả 100 điều đó đều được thực hiện được. Bác là cái người sống gần thế kỷ như vậy, bác nhận xét con người Việt Nam những cái điều gì mà bác thấy con người Việt Nam chưa tốt? Người Việt Nam bây giờ đang thiếu bộ ông một nhà văn rất giỏi để mà viết lên một cuốn sách giống như là người Mỹ đã viết, người Tàu đã viết, là người Việt xấu xí. Ông không có ông bá dương của Trung Quốc, không phải bá dương Việt Nam. Và cũng như là ở bên Mỹ nó gọi là ugly American. Sau cuộc phỏng vấn dài hơi, nhạc sĩ Phạm Duy còn vui vẻ, nhiệt tình dẫn khách đi thăm mọi góc cạnh trong căn nhà ông sinh sống, làm việc và trưng bày các tư liệu của dòng họ Phạm Duy. Ông cũng cho nghe một số bản nhạc được hoàn thành trong những năm tháng đã trở lại Việt Nam sinh sống. Sau cuộc phỏng vấn, chúng tôi được nhạc sĩ Phạm Duy dẫn vòng quanh nhà để xem cái không gian sống của ông như thế nào. Đây, tất cả những tài liệu về ông cụ tôi sưu tập được hết đây. Ví dụ như đại khái như sống chết mặc bay, ông ta không phải chỉ có một chuyện sống chết mặc bay mà thôi, mà có nhiều chuyện khác, ba bốn câu chuyện để sống chết mặc bay. Chuyện tiêu lâm của ông cụ tôi viết đây, tôi sưu tập được hết. Về đây mới thâu tập ạ. Đây, còn nước đời lắm nỗi. Phải có. Nếu mà gọi là vấn đề văn chương của thời đó thì phải có ba chuyện chứ không phải một chuyện. Nước đời lắm nỗi. Đó là những bản con người Sở Khanh. Thế thì đó là tức là ngoài cái vấn đề số chết bậc này à. Những tài liệu về để cuộc đời và sự nghiệp, tất cả những cái gì mà thuộc về bố tôi đó thì tôi đã in một cuốn sách này rồi, rằng này có hết tiểu sử để những bài viết về ông, tất cả những tài liệu của ông. Vâng. Thì cái này tôi sẽ tặng Hội Văn Học. Đây, sang đến một Phạm Duy Khiêm. Ông Phạm Duy Khiêm cũng vậy, cũng có một cuốn nhà văn pháp ngữ, thì tất cả tài liệu của ông đây, bao nhiêu những bài mà ông đã được in ra cũng in trong này hết. Đây cuốn sách lý do để tôi sẽ đăng của ông đây. Lắp ráp đồng lòng rồi ba cuốn này. Nam MCV này, chuyện đời ông. Những cuốn này là đã được phát hành thì đã đi về bên Mỹ rồi, ở bên Pháp hết cả luôn. Bởi vì bên này thì không có. Đây, ông anh ông Phạm Duy Nhường, ông có làm những bài hát cho AVT hát. Vâng. Bởi vì này thì là thuộc Phạm Duy. Vâng. Đây là những cái tác phẩm Phạm Duy. Là bốn cuốn hồi ký của tôi đã được dịch ra tiếng Anh rồi, mà tôi chưa in được. Bốn cuốn hồi ký của tôi tiếng Anh. Làm việc của nhạc sĩ Phạm Duy. Bây giờ là phòng làm việc của nhạc sĩ Phạm Duy. Thank you.
khán giả của phố Bonsai TV, hiện nay chương trình phố Bonsai TV có mặt tại phòng thu của đài truyền hình VNA ở thành phố Caringov. Nhạc sĩ Phạm Duy có cái ý kiến gì về cái khúc nhạc hiệu của chương trình phố Bonsai TV? Nghe cũng có vẻ kích đó. Tôi là nhạc sĩ mà tôi nghe tôi thấy hứng khởi lắm. Những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Duy qua đời để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ, một di sản văn hóa quý báu cho nền âm nhạc Việt Nam.